Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện doanh môn phục quý của tác giả Vân Nghe. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 126, gả hay không? Lão Thái Thái chi trưởng kinh ngạc tột đổ, quay sang nhìn Lâm Di ngồi bên cạnh, chẳng phải nói là tứ hôn cho tứ nha đầu sao? Cho nên chi thứ hai mới giống chống khua chiêng bầy tiệc cứ như ngày mai sẽ xuất giá vậy. Nhưng nếu thật là thế, tại sao quan viên lễ bộ lại tới chúc mừng nhà họ? Con cũng thấy lạ, con tưởng rằng vị đại nhân kia lấy chuyện vui của nhị ca để xã giao với con, nhưng cử chỉ hành vi của Khang Quận Vương lại giống. Con rể của con hơn. Trước đó ông còn lo Khang Quận Vương thành con rể của Trần Doãn Chu sẽ xa lánh mình, cho nên khi Khang Quận Vương đến, ông không tới bắt chuyện chào hỏi, chỉ dám đứng nhìn Trần Doãn Chu đon đà hàn huyện với Khang Quận Vương thôi theo lý thì khi nhìn thấy cha vợ, Khang quận vương tất nhiên sẽ nồng nhiệt đáp trả. Trần Doãn Chu cũng đã sẵn sàng đón nhận ánh mắt hâm mộ của khách khứa. Ai ngờ, ở trước mắt bao người, Khang quận vương lại lách qua Trần Doãn Chu, đi thẳng tới nói chuyện với ông. Lúc ấy ông kinh ni gạc hồi lâu, mãi mà không hoàn hồn, còn sắc mặt của Trần Doãn Chu thì cực kỳ khó coi. Vừa rồi Lâm Di vẫn chưa thể sâu chuỗi các sự kiện lại PV với nhau, bây giờ nghe thấy cha nói vậy, những điểm khó hiểu liền được lý giải hết. Người chu thập cửu sắp cưới không phải là Lâm Phương mà là nàng. Cha được lên làm lang chung tại bộ, hai nhà tề trần dần xa lánh nhau vì hiểu lầm, mọi chuyện giống như một tấm lưới không biết được răng ra tự bao giờ. Tính toán tất cả những người liên quan, lừa gạt cả chu phu nhân và trần nhị thái thái điện thị, cuối cùng anh ta đã đạt được mục đích. Lâm Di ngừng đầu lên đón nhận ánh mắt của lão thái thái nhánh cả. Sự kinh ngạc trên mặt tổ mẫu lấn áp mọi cảm xúc khác, còn cha lại như vừa thở phào nhẹ nhõm, trong mắt thâm chỉ còn ẩn hiện sự vui vẻ. Trải qua mấy trận phong ba, trưởng bối trong nhà đều hài lòng ít nhiều về chu thập cửu, chỉ có nàng là thấy lòng nặng trĩu. Một chu thập cửu cực khó lường, một chu phu nhân luôn muốn chèn ép nàng, ngoài ra còn đám tổn thất nhàn tản kia bất kể về nào cũng không phải là cuộc sống nàng muốn. Chu thập cửu muốn cưới nàng, hẳn là vì ngắm chúng lá gan và khả năng có thể đối đầu với chu phu nhân của nàng. Nhưng nàng không muốn trải qua kiểu sống bọ ngựa luôn đấu gà mái kia, dù chỉ là một ngày. Lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của cháu gái mất hẳn tinh thần, lão thái thái nhánh cả cũng thầm thở dài. Trong bọn họ, tiểu tiêu thị là người vui mừng nhất không ngờ lục tỷ nhà chúng ta lại có phúc đến như vậy dứt lời bà còn rưng rưng nước mắt muốn kéo lâm di lại gần mình hồi tưởng về quá khứ con đừng mừng sớm quá lão thai thai nhánh cả lại dội một chậu nước lạnh xuống suy nghĩ lại xem bây giờ là tình cảnh gì đi trong mắt người ngoài thì thể diện của trần gia xem như bị vứt ra ngoài rồi đấy con gái hai nhánh cùng tranh một mối tiểu tiêu thị vẫn vui vẻ nhìn lâm di nhưng đây là do hoàng thượng tử hôn mà đâu phải là nhà chúng ta tới chu gia đánh tiếng. Cũng không khác gì nhau, lão thái thái nhánh cả đưa tay cầm lấy chén trà. Bấy giờ bạch Mama mới phát hiện mình nghe quá mê mẩn, quên đổi trà nóng cho lão thái thái nhánh cả. Đồ đã nằm trong tay lại bị chúng ta đoạt mất, nhánh thứ hai chẳng khác nào vừa bị chúng ta đánh một bạt tại, thù hằn giữa hai nhà coi như đã định rồi. Lúc trước đã không được tốt lắm, bây giờ lại thì càng thêm thù mắt bên đó e rằng đang long sòng sọc ngoài ra con cũng nên thử nghĩ xem làm sao lại có tin hoàng thượng muốn tử hôn cho lâm phương nếu là chu gia cố ý truyền ra tin tức như vậy chứng tỏ điều gì chứng tỏ điều gì ư lâm di vuốt ve hình tiểu tiên in trên chén trà chứng tỏ chu phu nhân không cam lòng để người con dâu là nàng vào nhà làm lớn chuyện như thế là muốn để nhà nàng suy nghĩ kỹ lại chuyện gà nàng vào chu gia Thông thường trước khi thánh chỉ từ hôn được ban xuống, sẽ có quan viên ở lễ bộ tới đảng gái hỏi trưởng bối trong nhà xem khuê nữ đã có hôn ước hay chưa, sau đó sẽ lấy bát tự của nàng đi coi thầy tướng. Nếu bát tự không hợp, mối này đương nhiên chẳng cần bàn nữa, hoàng thượng sẽ tìm người khác. Hoàng gia tứ hôn là chuyện không thể coi thường, bình thường chỉ cần có ý này là hoàng thượng sẽ sai lễ bộ bắt đầu sắp xếp, vì vậy quan viên lễ bộ mới chúc mừng cha chu phu nhân không hề muốn cuộc cưới gà này. Tiểu tiêu thị hiểu ra liền bị đà kích dữ dội, vậy làm sao bây giờ? Tuy thân phận chỉ là thẩm nương, nhưng chu phu nhân chẳng khác gì mẹ ruột của khang quận vương cả, lâm di gà qua đó làm sao sống yên ổn được. Người chưa từng bị mẹ chồng làm khó dễ sẽ không hiểu nỗi khổ này, lúc còn là con gái tiểu tiêu thị từng nghe tỷ tỷ tiêu thị kể về sự bất đắc dĩ khi phải hầu hạ mẹ kể của phu quân. Cho nên sau khi gà vào Trần Gia, nghe thấy Trần Doãn Viên phải ra ngoài nhậm chức, bà lập tức thu dọn hành trang, nhanh chư chớp lách khỏi nguy cơ phải sống dưới mắt của nhị lão thái thái đồng thị lão thái thay nhánh cả bảo Trần Doãn Viễn và tiểu tiêu thị trở về nghỉ ngơi trước, để ta suy nghĩ kỹ hơn. Trong phòng không còn ai khác, hai bà cháu lâm di ngồi trên giường la hán thương lượng với nhau, lục nha đầu, đây là chuyện trung thân của cháu, cháu nghĩ thế nào? nàng đã sớm cảm giác được mưu tính của Chu Thập Cửu, chẳng qua không ngờ anh ta sẽ tốn nhiều công sức như vậy để cưới nàng. Lúc nghe nói Chu Thập Cửu muốn cưới Lâm Phương, nàng cũng cảm thấy đó là chuyện đương nhiên. Chu Thập Cửu là người luôn lấy lợi ích làm đầu, đồng gia bây giờ khi thể hừng hực, có thể gián tiếp làm thân với đồng gia cũng là một nước cờ hay. Nhưng qua đêm nay nàng đã hiểu rõ, hẳn là do xung đột lợi ích. Khang quận vương không thể chọn võ tướng đang nổi danh để kết thân. Lâm Di ngẩng đầu nhìn lão thái thay nhánh cả tổ mẫu từng nói, hoàng thượng sẽ không bao giờ cho phép truyền quân quyền của cả nước quy về cùng một nhà. Đó là điều tối kỵ của quân vương, nếu Khang quân vương chọn thiết lập quan hệ với đống gia, đống gia càng phong quang ngày ấy sẽ càng bị bó tay bỏ chân, cho nên ngoài mặt giống một mối tốt, nhưng thật ra lại tiềm ẩn vô số hậu hoạn. Suy xét từ điểm đó thì kết thân với Quan văn mới là lựa chọn đúng đắn nhất. Cha có danh Thanh Liêm, lại không theo bè kết đảng, muốn trụ vững ở kinh thành cũng chỉ có con đường dựa vào Khang quận vương. Cho dù cha không thể giúp được nhiều, nhưng sẽ dễ dàng bị ngài ấy nắm trong tay. Thế nên không phải nàng tự coi thường mình, nhưng Chu thập cửu là kẻ lấy đại cục làm đầu, dẫu trong chuyện này có nguyên nhân là vì nàng thì cũng chẳng đáng kể gì. Bây giờ ván đã đóng thuyền muốn lui cũng không lui được muốn nhường cho người khác cũng không thể lâm di chậm rãi nói tuy nói trước khi thánh chỉ được hạ sẽ có quan ở lễ bộ đến hỏi thăm nhưng triều đại chu lập nước nhiều năm như vậy làm gì có lần từ hôn nào không thành đâu chẳng hề có lần nào cả chu phu nhân không muốn làm trái lệnh vua cho nên bày cách ép bọn họ chủ động từ hôn và khi bọn họ nghĩ ra được cách tránh né nói không chừng sẽ lập tức có người bước ra kiện bọn họ tội khi quân Lâm Di vừa nói vừa đưa tay định nhón ít hạt phi trong hộp ăn, nhưng nửa chừng tay lại buông thóng. Đối phương đã tính toán kỹ, nàng nằm trong lưới rồi, muốn chạy cũng chạy không thoát, dãy ruộng vô dụng, thôi thì. Lâm Di nhắm mắt nghỉ ngơi, sau đó thở hắt ra một hơi dài, bình ổn nhịp tim đang đập thật nhanh lại, sỏ giày đứng lên đỡ lão thái thái đi nghỉ ngơi, tổ mẫu nên sớm an giấc đi à. Lão thái thái nhánh cả bên kia ngủ rồi. Lâm Di quay đầu nhìn hoa văn tinh xảo trên màn giường, một lúc sau mới nhắm mắt lại. Lý Chi nói cho nàng biết, nhà họ không thể kháng cự cuộc hôn nhân này, bằng không sẽ lợi nhiều hơn hài. Lợi ích của việc bị Chu Thập Cửu nhắm chúng chính là anh ta sẽ không bỏ mặc họ. Cha và Chu Thập Cửu đã ngồi cùng thuyền, cho dù không kết thông ra thì tương lai cũng phải cùng nhau chìm nổi. Bụng dạ thấm sâu như Chu Thập Cửu, anh ta luôn có thể biến nguy thành an. Còn về nàng, sau này chỉ cần cẩn thận mà sống thôi. Đây chính là tất cả những điểm tốt của Chu Thập Cửu mà nàng có thể nghĩ tới. Nếu nghĩ xa hơn nữa, nàng sẽ chẳng còn can đảm gả cho anh ta. Mặc dù đã dùng hết lý do này đến lý do khác để chấn an chính mình, nhưng ngực nàng vẫn nặng chịu. Kiếp trước chuyện chung thân là tùy trưởng bối sắp xếp, đời này nàng tự mình tranh đấu xong vẫn không thể được như ý, có lẽ nàng đã đòi hỏi quá nhiều lâm di bình tâm lại nhớ tới vẻ mặt của tam tiểu thư sương tín bá khi nhìn thấy mình vốn là bạn khuê mật của ngữ vương phi tam tiểu thư sương tín bá hẳn đã sớm biết được người được tứ hôn chính là nàng chứ không phải là lâm phương cho nên tam tiểu thư sương tín bá mới cố tình ở trước mặt chúng tiểu thư gọi lâm phương là quận vương phi bọn họ muốn thấy lâm phương bị mất mặt sau khi thánh chi tử hôn được ban xuống lâm phương nhất định sẽ thành trò cười vì chuyện này, Lâm Phương tất nhiên sẽ chút hết tội lỗi lên đầu nàng. Lâm Di trở mình, con đường này thoạt nhìn như được dệt gấm, nhưng thật ra gai nhọn ẩn khắp nơi. Lâm Di mất ngủ, đèn đuốc khuê phòng của Lâm Phương cũng sáng chung. Lâm Phương khóc đến sưng đỏ mắt, nhị thái thái điền thị dùng khăn bọc đá trở mặt cho con gái, thẩm ma ma hầu hạ trong phòng cũng không dám mở miệng nói tiếng nào. Nhị thái thái điện thị mím môi, dũ mi mắt khiến người ta nhìn không ra cảm xúc hồi lâu sau mới nói lão già quá nặng tay rồi nước mắt lâm phương lại lập tức ảo ra ban nãy nàng ta sai tiểu nha hoàn tìm cách dẫn khang quận vương tới cửa phủ để nàng ta có thể ngắm người trong lòng từ xa một chút tốt nhất là có thể nói với nhau một hai câu ai ngờ chờ được lại chính là cha nàng ta cha nàng ta không nói hai lời đã trợn trừng mắt cho nàng ta một bạt tại tuế lửa hung tợn mắng không biết xấu hổ lớn đến từng tuổi này vẫn chưa từng bị cha mẹ đánh lần nào cho nên nàng ta ôm mặt chạy trở về phòng còn chưa kịp khóc thì lại nghe được hung tin người sắp được hoàng thượng tứ hôn là lục nha đầu chứ không phải nàng ta sao lại có thể như vậy đến bây giờ lâm phương vẫn không dám tin nhất định là có kẻ tung tin đồn nhảm họng gây chuyện hôn sự này là do chu phu nhân đi cầu mà trời sập cũng không tới phiên lục nha đầu đúng không mẹ nhìn khuôn mặt mong chờ của con gái điền thị đành dịu dàng trấn an thánh chỉ vẫn chưa ban xuống mà con đừng cuống ngày mai mẹ sẽ cho người đi hỏi thăm nói thì nói thế nhưng qua thái độ cực kỳ cung kính khang quận vương dành cho tam thúc ở buổi tiệc trong lòng tất cả đều đã có đáp án cộng thêm quan viên lễ bộ lỡ miệng chúc mừng chuyện này hắn đã gần như chắc chắn rồi lâm phương im lặng trong chốc lát khó khăn siết chặt nắm tay nếu thật sự là lâm di vậy con nên làm gì mẹ mẹ nói đi con phải làm sao đây người bên ngoài đều cho rằng con sắp gả cho khang quận vương bây giờ bây giờ nếu thật sự cả thế con thả chết quách cho rồi thẩm ma ma nghe vậy liền tái mặt tiểu thư ơi sao cô lại có thể nghĩ như vậy cô mà có mệnh hệ gì thái thái làm sao sống nổi nhị thái thái điền thị mím chặt môi đừng nói bậy bạ chúng cuộn có thể nghĩ cách ánh mắt Lâm Phương truyền tới túi hương treo trên đầu giường. Đây là thứ nàng ta đòi từ chỗ Lâm dị. Trong công lập tức giấy lên một ngọn lửa, nàng ta đưa tay giật lấy túi hương ném mạnh xuống đất, nhấc chân dẫm đạp liên hồi, làm con nhỏ đó chết. Chết rồi thì không thể gả nữa, giết con nhỏ đó, phải giết con nhỏ đó. chương 127, Hứa hẹn Lâm dị chờ mình cả đêm, nên buổi sáng cứ lờ đờ vì thiếu ngủ một chú chim bỗng bay tới đậu dưới mái hiên hứng thú vươn cổ hót một chẳng líu lo khiến cơn buồn ngủ của lâm di tan biến không còn chút gì nhìn cháu gái lên dây cót tinh thần lão thái thái chi trưởng âm thầm thở dài lâm di ngâm mấy lượt trà đọc sách luyện chữ giữa chưa chợp mắt một lát đến chiều rốt cuộc cũng có khẩu vị lại nên bảo nhà bếp làm bánh kẹp nhân là cải thảo và giá rắc thêm ít vừng thơm rồi dưới sốt giảm đường ăn chua chua ngọt ngọt rất thanh miệng. Lão thái thái chi trưởng thấy cháu gái ăn hết một bát cơm mới yên lòng. Đến đêm Trần Doãn Viễn trở về nhà, thuật lại chuyện diện thánh với giọng điệu vô cùng phấn khích, không ngờ hoàng thượng lại triệu kiến con. Không phải ông chưa từng nhìn thấy thánh nhân, nhưng đây là lần đầu đơn độc được triệu kiến. Nam thư phòng lại không phải là nơi ai cũng có thể tùy tiện bước vào. Hoàng thượng khen con trung trinh con thẳng thắn thanh liêm như vậy mới có thể khiến thành quốc công đền tội, nhắn nhủ con ở lại bộ làm tốt công việc được giao, về sau tất nhiên sẽ được trọng dụng. Lâm gì đứng dậy đi pha trà, cha một lòng vì triều đình, nghe được lời này tất nhiên sẽ khó tránh khỏi xúc động. Lão thai thay nhánh cả cũng gật đầu, có thể thấy hoàng thượng thật sự ghi nhận công lao của con. Nào chỉ ghi nhận công lao thôi, hoàng thượng nói, ngài ấy vốn định điều con đến phúc kiến, nhưng trong kinh bây giờ thiếu người, kinh nghiệm trong kinh của con chưa đủ, nên cử tạm thời nhậm chức lang trung, từ từ thích ứng đá. Ngụ ý trong câu này là về sau còn có thể lên chức nữa. Lão thái thái nhánh cả nghe tới đó thì hơi kinh ngạc, là thượng thư lại bộ đề cử con với hoàng thượng sao? Trần Doãn viễn khẽ lắc đầu, là Khang quận vương à? Khang quận vương nói nếu không nhờ có con giúp đánh lạc hướng, ngài ấy đã chẳng thuận lợi lấy được chúng cử thành quốc công thông đồng với giặc hoa. Hoàng thượng còn hỏi có phải con đặt tên tự cho khang quân vương hay không? Bối phận của không quân vương trong số các tổn thất vốn được xem là khá cao, nhưng qua chuyện đặt tên ngài ấy lại thành văn bối của con. Bởi vậy hoàng thượng mới nghĩ tới chuyện phối hôn, đúng lúc thái hậu nương nương cũng đánh tiếng về chuyện này, cho nên. Trần Doãn Viễn hơi trột giả, khi được hoàng thượng hỏi, con đã đáp ngay rằng tuổi tác của khuê nữ trong nhà cũng xem như phù hợp với khang quận vương sau đó củi đầu tạ ơn chưa gì đã nhanh nhau tạ ơn còn đổi ý kiểu gì nữa đây lão thay thay nhánh cả nhìn sang lâm di bên cạnh mình lâm di nhớ đến bức mật thư mà nhà họ trăm phương nghìn kế gửi cho thái hậu nương nương lần trước e rằng chuyện đó cũng góp phần vào kết quả này chưa kể có thêm sự vun vén của trịnh gia và huệ hòa quận chúa kết quả biến thành thể này hoàn toàn là chuyện dễ hiểu. Trần Doãn Viễn cúi đầu nói tiếp, Khang Quận Vương chẳng những là tôn thất có tước vị mà còn là nhân tài hiếm có của triều đình, được Hoàng thượng tin cậy, tính ra vẫn là nhà chúng ta gà cao. Trần Doãn Viễn hễ được người trên khen thì sẽ hồ hởi hơn hẳn, lão thái thay nhánh cả sầm mặt liếc nhìn ông, khiến ông ngượng ngùng sờ sờ mũi, trước đó còn bất cần cầm đại ngọc của tôn thất về nhà vẫn còn không biết tính sao với nó đây cân nhắc tới lui suốt một ngày ông càng ngày càng hài lòng với hôn ước này cho nên bây giờ muốn thuyết phục lão thái thái lão thái thái nhánh cả hơi cau mày người làm cha là cậu cũng đồng ý rồi ta còn biết nói gì nữa chờ lễ bộ tới lấy bát tự của lục nha đầu đi vậy trên mặt trần doãn viễn lập tức hiện lên vẻ mừng rỡ khó nén hôm sau lão thái thái nhánh cả dẫn lâm di sang trịnh gia Nhìn thấy Trịnh lão phu nhân, lão thái thay nhánh cả thừa dịp trong phòng không có ai, mở miệng hỏi, lão già nhà bà đã biết từ đầu rồi có đúng không? Bà tiếp tay lão ấy giấu giếm ta. Trịnh lão phu nhân cười nói, ta đã sớm nhắc nhở bà rồi, do bà không thèm nghe đấy thôi. Lão thái thay nhánh cả mở to cả hai mắt, ra là thật, chuyện này cũng có phần của bà. Đừng đổ oan cho ta, Trịnh lão phu nhân vội vàng phủ nhận. Ban đầu Khang quận vương có nhờ con dâu ta làm bà Mai, ta biết bà không muốn, cho nên không cho con dâu mở miệng. Lần này hoàng thượng tử hôn hoàn toàn không liên quan gì tới nhà ta hết. Trịnh lão phu nhân liếc nhìn bà bạn từ thuở bé của mình, ai bảo nhà bà qua lại quá thường xuyên với người ta làm gì, khang quận vương vì chấn ra mà không ngại đặc tội với tôn thất bây giờ là chuyện đang nóng sốt ở ngoài đấy, Trần Đại Nhân lại nổi danh chính trực, cho nên hoàng thượng mới tác thành mối này luôn. Lão thai thai nhánh cả im lặng, lúc trước Trần Gia gặp nạn, Khang Quận Vương quả thật đã giúp đỡ không ít. Nhưng hệ nghĩ tới hôn nhân của Lâm Di không thể được theo như ý cháu gái, bà lại thấy khó chịu. Trình lão phu nhân vội vàng rèn sắt khi còn nóng, vun vén thêm mấy lời hữu ích cho Khang Quận Vương. Mất cha mất mẹ từ nhỏ mà vẫn có thể lấy lại tước vị, có bao nhiêu người được như vậy đâu, tướng mạo tài năng thì càng khỏi phải nói tới giờ ta vẫn chưa gặp đứa nào sánh được với cậu ấy hết còn về học thức bà không biết đấy thôi nếu chẳng phải tôn thất không thể tham gia khóa cử trạng nguyên năm nay nhất định là cậu ấy chứ chẳng thể là ai khác cháu rể như thế bà còn không hài lòng cái gì nữa lão thái thái nhánh cả khẽ hừ lạnh bà thích thì để cho mình đi làm như bà không có cháu gái vậy ôi chao đúng là chỉ biết đứng nói cho sướng miệng kìa trịnh lão phu nhân cảm thán ta mà có đứa cháu gái xuất sắc như lục nha đầu nhà bà thì còn đến lượt trần gia bà sao ta đương nhiên đã tìm đủ mọi cách làm thân từ lâu rồi chưa kể khang quận vương lại thường lui tới nhà ta bà tưởng ta không muốn tìm dấu cho cậu ấy từ đám cháu gái ở trịnh gia ư nhưng đến con dâu của ta còn có bối phận thấp hơn khang quận vương ta nào có mặt mũi đưa cháu gái nhà mình ra chứ quả thật là vậy lão thái thái nhánh cả ngẫm nghĩ lại thì thấy thoải mái hơn. Trịnh lão phu nhân nhướng mắt nhìn bà, bà sợ lục nha đầu gà sang đó sẽ chịu khổ à. Lão thái thái nhánh cả cầm lấy chén trà uống một hớp, đương nhiên rồi, bà hy vọng về sau lâm di có thể sống thoải mái, cho nên mới muốn tìm một người đáng tin để gả cháu gái. Qua đợt này bà cũng thấy rõ rồi mà, trịnh lão phu nhân thở dài, thằng bé tể ra mà bà vừa ý bị tước giải hội nguyên một cách vô duyên vô cớ, cho dù lần này bình an qua ải, tương lai chưa chắc sẽ bằng phẳng mãi. Bà với ta đã sống đến từng tuổi này mà còn không biết ư, chẳng ai tính được ý trời cả. Người Trần Thị sinh sống ở tận huyện Tam Hà xa xôi mà cũng đạp phải sai là Chu Vĩnh Sương đấy thôi. Theo ta thấy thì đây chính là số mạng của lục nha đầu rồi, con bé thông minh như vậy, có vào chu gia cũng không để mình bị thua thiệt đầu nói nghe thì êm tai lắm chu gia chính là hang hồ ổ sói gả qua đó có thể sống yên ổn mới lạ vắt óc nghĩ cách đối phó thôi cũng đủ tổn thọ rồi trong lúc người lớn nói chuyện lâm di bị trịnh thất tiểu thư lôi kéo tới bờ hồ ngồi nhìn ánh mắt sáng quắc của trịnh thất tiểu thư lâm di không cần đoán cũng biết cô bé muốn nói gì lời đã đến khóe miệng nhưng trịnh thất tiểu thư chợt nghĩ tới gì đó lại lập tức nhịn xuống giơ hai ngón tay lên với lâm di tỉ gả cho thập cửu thúc vai vế sẽ cao hơn ta tận hai bậc đấy trước vẻ mặt kỳ quái của trịnh thất tiểu thư lâm di muốn không cười cũng khó trịnh thất tiểu thư lôi kéo lâm di đi dạo quanh vườn sau đó sai hạ nhân lấy mồi run để hai người câu cá lâm di phát hiện cá trong hồ to hơn lần trước nàng tới trịnh gia nhiều đây là đầu trắng đây là đốm bông, còn đây là đen môn. Trịnh thất tiểu thư nhầm tên của mấy con cá, đều là số cá chúng ta thả lần trước, giờ lớn hết rồi, ta vẫn một mực để dành không cầu, chờ tỷ đến cùng câu đấy. Trước đó bọn họ câu cá lên, chê chúng bé nên thả lại xuống hồ, giờ lớn mập rồi thì lại không nỡ bắt ăn. Cùng một chuyện, nhưng ở thời khắc khác sẽ không còn giống ban đầu nữa. Dùng bữa xong, Trịnh Thất tiểu thư lại úp úp mờ mờ kéo Lâm Di vào vườn mai. Lâm Di vốn không muốn đi, nhưng sau khi suy nghĩ lại, nàng cảm thấy có rất nhiều lời đôi bên cũng nên nói rõ ràng với nhau. Trịnh Thất tiểu thư sợ sinh rắc rối nên sắp xếp một tiểu nha hoàn lanh lợi canh giữ bên ngoài, còn mình thì cùng Lâm Di ngồi dưới hiên đình nghỉ. Lâm Di mới uống hai hớp trà, một người mặc y phục ngấm đen thêu hoa văn tường vân thong dong đi tới trịnh thất tiểu thư nhanh nhào linh sang chỗ khác lâm di hành lễ với chu thập cửu hai người yên lặng đứng đối mặt nhau sau khi biết chu thập cửu chính là khang quận vương nàng đã cố tính tránh né nhưng lần nào cũng tránh không thoát thế nhưng nàng luôn giờ giờ khắc khắc biểu đạt lập trường của mình không muốn cha qua lại quá thân thiết với anh ta đêm qua nàng cũng tự hỏi nếu không có ký ức của kiếp trước liệu nàng có bài xích chu thập cửu đến vậy không Câu trả lời là, vẫn sẽ mỗi lần đối mặt với Chu Thập Cửu, nàng luôn thấy như đứng trước một tấm gương, luôn nhìn thấy chính mình trong mắt anh ta. Chẳng ai muốn tâm tư của mình bị kẻ khác chỉ liếc mắt một cái liền nhìn thấy được cả. Chu Thập Cửu hơi nghiêng đầu, trên mặt là vẻ thong dong và bình tĩnh hiếm thấy, dường như chàng đã buông bỏ hết mọi suy tính và mặt nạ che đậy, hoàn toàn để lộ thần thái vốn có. Mì mày thả lỏng, khóe miệng hơi dương, vẫn là nụ cười mỉm bình thường ấy, nhưng bây giờ non nhẹ nhõm như vừa chốt được gánh nặng. Tại sao? Nàng muốn hỏi vậy, nhưng lại không thốt thành lời. Cầu tất có, bỏ tất mất, chu thập cửu lẳng lặng nhìn lâm di. Đừng nhìn ai cũng sẽ mưu tính để có được cuộc hôn nhân như ý mình, tựa như lão thai thai nhánh cả trần gia xem xét đủ nơi mới nhắm chúng tể ra cho trần lục tiểu thư vậy. Chẳng qua là nam giới thì tự do hơn, cho nên chàng mới thắng trước một bước lâm di hơi mím môi ánh mắt vẫn ngời sáng không đổi tôi và chu phu nhân đã gặp mặt vài lần không lần nào vui vẻ cả nàng biết đối phương cưới mình chỉ nhằm để đối phó với các tính toán của chu phu nhân anh ta muốn nội trạch được yên ổn thì phải có nàng ở sau lưng dốc hết tâm tư anh ta tính toán để được nàng vắt óc đỡ đần nhưng lại không hề quan tâm về sau nàng sẽ phải vất vả đến mức nào chu thập cửu cười khẽ từ tốn nói bằng chất giọng trong mắt tựa suối nguồn em yên tâm ta sẽ tận lực che chở em và nhánh cả trần gia đây chính là điều nàng nhất định phải biết tương lai nhiều trông gai nàng sẽ không thể yên tâm khi chưa có được lời hứa hẹn của đối phương lâm di chậm rãi khom lưng với chu thập cửu như một cởi đáp nhìn theo bóng lưng dần xa của trần lục tiểu thư chu thập cửu cười khẽ biết phải gả cho chàng mà trần lục tiểu thư không hề ép lòng chấp nhận cũng không oán trách ca thán ngược lại vẫn tìm cách tranh thủ lợi ích cho mình trước không dễ gì mà gặp được một người phụ nữ cứng cỏi trước khó khăn như thế trần lâm di lại càng chỉ có một sau khi trần doãn viễn được hoàng đế triệu kiến chuyện cưới hỏi giữa khang quận vương và trần lục tiểu thư tiến triển cực kỳ nhanh khâm thiên giám vừa phê bát tự xong thánh chỉ liền được ban xuống Khâm Thiên giảm xem ngày, xác định là tháng 3 năm sau. Trần Doãn viễn nhầm tinh, thời gian không dư dã nhiều, phải bắt tay chuẩn bị ngay từ bây giờ mới kịp. Chẳng qua thế này đã đỡ rồi, nếu Hoàng thượng không ban thưởng phủ đệ cho Khang quận vương dẫn đến Chu Gia cần thời gian tân trang phủ đệ mới, hắn ngày cưới đã bị đẩy lên sớm hơn. Tiểu tiêu thị vừa rơi nước mắt vừa nói, may mà khi đó Lâm Di đã cập kê rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 128 Hương, ẩn số. Sau khi ngày cưới gì được xác định, lão thái thái chi trưởng bận bịu không ngơi tay, phải tuyển chọn hạ nhân gà theo, còn phải chuẩn bị của hồi môn, thời gian còn lại đều dành để dạy nàng cách quản lý gia đình. Tiểu Tiêu thị sắp tới ngày lâm bồn, cho nên không giúp được gì. Trái ngược với người trong nhà, Trần Doãn Viễn vô cùng vui vẻ với sự bận bịu của mình, phải ra ngoài xã giao thường xuyên hơn, cũng kết giao thêm với không ít người có địa vị trong kinh. Ban đêm hai vợ chồng đang nói chuyện với nhau về buổi tiệc trần doãn viễn dư trong ngày. Tiểu tiêu thị đỡ eo đi qua đi lại trong phòng thư giãn gần cốt, mới đi tới bàn định chấm trà cho phu quân thì chợt thấy đau bụng dưới, một dòng nước ấm chảy ra, làm ướt cả quần và giày. Trong lúc tiểu tiêu thị còn ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra, trần doãn viễn cũng sững người, bà từ hầu hạ bên cạnh lập tức hốt hoảng kêu lên, tam thái thái. Tam thái thái sắp sinh rồi, nhanh, nhanh đi gọi bà do. ngột kép, lục ngạc bưng canh tầm bổ bước vào, vừa vặn đâm sầm vào bà tử đang chạy ra ngoài, chén canh rơi xuống đất vỡ nát. Lâm di dịu lão thái thái nhánh cả đến phòng chờ bên ngoài, lão thái thái nhánh cả chỉ huy nha hoàn dọn chăn đệm của Trần Doãn Viễn đến niệm tư đường. Để lão ra qua đó nghỉ ngơi đi, ở lại đây cũng chỉ vướng chân vướng tay thôi. Tất cả đồ dùng đều đã được chuẩn bị sẵn, phải dùng nhiều sức hơn. May mà bà đỡ chúng ta mới là người mát tay nhất trong kinh, sẽ không có vấn đề gì đâu. Người trần gia thấp thỏm lo lắng chờ đợi suốt một đêm, cuối cùng tiểu tiêu thị cũng bình an sinh đứa trẻ ra. Bà tử ra báo tin cười nói, là một vị tiểu thư vô cùng xinh xắn. Lão thái thái nhánh cả cười rạng rỡ mẹ con bình an là tốt rồi. Nói rồi bà để Lâm Di Diều đi thăm Tiểu Tiêu Thị và em bé vừa chào đời. Tiểu Tiêu Thị uống thuốc bổ xong, mơ màng ngủ thiếp đi, Lâm Di ở bên cạnh ngắm Tiểu Muội Muội. Ngũ quan của cục bột nhỏ này trông cực kỳ quen thuộc, miệng giống Tiểu Tiêu Thị, còn mũi và quay hàm lại giống cha. Chỉ chốc lát sau Tiểu Tiêu Thị đã tỉnh lại. Lâm Di loáng thoáng nghe được bên trong nói chuyện. Tiểu Tiêu Thị cảm thấy thẹn với Trần Gia vì không sinh được con trai lão thay thay nhánh cả cười trấn an, trai hay gái đều là duyên phận, cả mẹ lẫn con bình an là tốt lắm rồi, bao nhiêu nhà cầu con gái mà không được kia. Tiểu tiêu thị nhớ tới tỷ tỷ tiêu thị của mình, liều mình dốc hết sức sinh được một nam một nữ rồi mất sớm, so với tỷ tỷ, bà may mắn hơn nhiều. Trần Doãn Viễn vốn chỉ muốn liếc nhìn con gái một cái, ngay sau đó lại bị thân hình mềm ấm của con gái nhỏ thu hút trong nhà đã rất lâu không có thêm trẻ con. Hơn nữa, sau khi Hoành Ca và Lâm đi ra đời, tiêu thị ngã bệnh nặng, chẳng lâu sau thì buông tay rời nhân gian, cho nên Trần Doãn Viễn không có tinh thần gần gũi với hai đứa con, cũng chẳng có mấy ấn tượng về trẻ con vừa chào đời. Ông đưa tay sờ sờ con gái nhỏ, nhíu mày hỏi, sao lại bé xíu như vậy? Cần mời lang Trung đến xem không? Tiểu tiêu thị tựa lưng trên gối, suýt chút nữa đã rót tim. Lúc còn ở Phúc Kiến bà từng nghe nói về một vị võ tướng nhỏ thê thiếp trong nhà ông ta sinh liên tục năm đứa con gái, lúc con gái thứ sáu chào đời, vị đại nhân kia đã tức giận đá bay đứa bé. Cho nên khi nhìn thấy vẻ mặt mày trao mi nhíu mày của Trần Doãn Viễn, bà thật sự sợ đến hồn phi phách tán, lão gia ơi, trẻ con vừa ra đời có thể to bao nhiêu chứ, nhụ mẫu nói tiểu bát nhà chúng ta như vậy đã tính là to hơn bình thường rồi. Nhũ mẫu bên cạnh vội vàng gật đầu xác nhận. Trần Doãn viễn kinh ngạc, lại quay đầu liếc nhìn đứa bé nằm trong nôi. Nhũ mẫu nhìn ra sự tò mò của ông, liền thức thời tiến lên cười hỏi, lão gia từ bể bắt tiểu thư nhé, nô tỳ sẽ ở bên cạnh đỡ, không sao đâu. Nghe thấy chữ ôm, Trần Doãn viễn liền phất ống tay áo, quân tử bế cháu chủ không bế con. Nghe vậy, tiểu tiêu thị không nhịn được mà cười phi. Từ khi có bát tỷ, mỗi ngày hoành ca và lâm di đều tới chơi với tiểu muội muội lâm di hưng phấn thêu một loạt tất và giày cho bát tì tiểu tiêu thị trách cứ nhìn linh lung sao lại để tiểu thư làm mấy thứ này sắp gả rồi phải chuyên tâm làm đồ dùng lúc gả chứ lâm di vừa buộc hầu bao được thêu bằng chỉ kim tuyến ngũ sắc trên đỉnh xe nuôi vừa nói là mấy món đồ chơi nhỏ cho bát muội muội không tốn nhiều sức đâu ạ à? mẹ cứ yên tâm cũng không thể qua loa Nhắc tới chuyện này tiểu tiêu thị lại thấy say dứt. Những ngày qua bà không giúp được chút nào. Sau khi ra tháng bà phải chuyên tâm thu xếp cho Lâm Di kỹ lưỡng mới được. Con sắp gả vào phủ khang quận vương rồi. Thiêu thùa không ra hôn sẽ thành trò cười cho người ta. Nhóm phu nhân nhà tôn thất ai cũng vô cùng xét nét. Tuy không dự định là một nàng dâu nhỏ luôn cùi đầu phục tùng trước chu phu nhân và đông đảo thân thích khác, nhưng nàng vẫn sẽ làm tốt phận sự của văn võ và một nàng dâu mới đồ thêu trong phòng cưới là thể diện của nàng đương nhiên không thể để cho người khác dẫm đạp lâm di nhoẻn môi cười với bát muội muội trong nôi nhưng vị tiểu muội muội này cũng quan trọng không kém nha đến khi tiểu tiêu thị sắp ra tháng thì trường thì mới mở cửa lần nữa trần doãn viễn mang về một tin tốt cậu ấm tề ra có thể tham gia tuy không truyền lời nói rõ là cậu ấy bị liên lụy nhưng triều đình cũng không có hạ lệnh cấm với cậu ấy mà trong lòng mọi người đều hiểu rõ cả sau khi tiễn con trai vào phòng thi hương trần doãn viễn cho hạ nhân ở ngoài trông chừng còn ông nhân đó đi sang xem bên thi đình thấy tề nhị lang thuận lợi tiến vào phòng chờ thi ông mới thở phào nhẹ nhõm thật sự phải khen thằng bé đó cứng cỏi bên ngoài sầm xì nhiều như vậy là người khác thì nhất định đã không dám lại dự thi ngay lão thay thay nhánh cả cũng gật đầu như thế mới đúng là lòng ta trong sáng không mại người nói ra nói vào. Đây cũng chính là điểm bà thích nhất ở tề nhị lang, nếu không có vụ tử hôn, gả lâm di cho tề ra, bà sẽ vui vẻ hơn bây giờ rất nhiều. Trần Doãn Viễn nói, theo con thấy, chỉ cần quan chủ khảo không cố tình loại bài thi của thằng bé tề ra, 8 trên 10 phần cậu ấy sẽ được vinh danh trên bảng vàng thôi. Bất kể có thể lên bảng vàng hay không, thái độ của tề ra vẫn chẳng đổi. Đây chính là khí phách thường thấy ở con cháu dòng dõi thư hương. Lâm Di nghe tổ mẫu và cha ở ngoài nói chuyện với nhau. Bất giác nhớ tới Lâm Sương từng chấn an nàng rằng tề nhị lang hẳn cũng sẽ giống thiếu gia nhà họ cát, có thể biến nguy thành an, lúc ấy trong lòng nàng thật sự cũng luôn tâm niệm như vậy. Đáng tiếc, tình huống chưa kết hôn mà đã có dịp cùng chung hoạn nạn như Lâm Sương và thiếu gia cát gia quả thật chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Trường thi đóng cửa, trong khi các thí sinh mong ngóng kết quả, Trần Gia cũng bắt đầu chuẩn bị tiệc đầy tháng cho bác tiểu thư. Lão thái thái nhánh cả bảo quản sự lấy danh sách đồ lễ cần gửi ra. Thính Trúc và bác Thược mang danh sách vào, lão thái thái nhánh cả nhìn dãy tên dài thướt thì nhíu mày, đành phải mời dậu con trong tộc đến giúp sửa soạn vậy, thái thái mới ra tháng không thể để bị mệt, lục nha đầu thì ở trong phòng chờ gà, không thể tiếp tay. Bạch Mama cười nói, Nô tỳ thấy cũng chỉ còn cách đó. Bạch Mama vừa lui ra sắp xếp, bên nhánh thứ hai đã gửi lời rằng đại thái thái đồng thị và nhị thái thái điện thị mỏ ý sang giúp chuẩn bị yến tiệc. Cứ để bọn họ sang đi, lão thay thay nhánh cả nói, trong mắt người ngoài thì là chúng ta đoạt duyên của nhánh thứ hai, nhánh thứ hai có thể bỏ qua không chấp, chúng ta còn so đo cái gì. Chưa kể dù sao cũng là ở nhà mình, còn phải sợ bọn họ giờ trò sao. Bạch Mama vẫn thấy lo lắng, đi thuật lại lời của lão Thái Thái nhánh cả cho Lâm Di nghe. Hay Lục tiểu thư đi khuyên lão Thái Thái đi. Muốn ra oai thì cũng không nên vào lúc này. Ít nhất phải chờ đến khi tiểu thư thuận lại gả sang Chu gia rồi hẵng nói. Lâm Di khẽ cười, ta lại thấy tổ mẫu nói có lý. Mama cứ yên tâm đi chuẩn bị. Đâu phải nhà chúng ta chưa từng tổ chức tiệc, để hai vị ba mẫu sang hỗ trợ cũng không sinh ra phiền toái gì đâu. Bây giờ đã sợ như thế vậy tương lai nàng gả sang chu gia thì sao? Nhìn khuôn mặt cười thản nhiên của lục tiểu thư, bạch ma ma cũng hơi yên lòng, ngay cả tiểu thư cũng nói thế, vậy nô tỳ đi an bài đây. Lâm chính thanh từ trường thi trở về, lâm đại thái thái dẫn một đám hạ nhân chờ sẵn ở cổng thủy hoa, lâm chính thanh đối đáp đôi câu lấy lệ với lâm đại thái thái, tắm rửa xong liền lên giường nằm. Gió nhẹ luồn vào cửa sổ, Lâm Chính Thanh mơ màng chìm vào giấc ngủ. Đằng xa truyền đến một tiếng sấm, ngay sau đó là tiếng lá cây xào xạc, không bao lâu sau mưa chút xuống ảo ạt, bọn nha hoàn vội vàng đóng cửa sổ lại. Ở trên giường, Lâm Chính Thanh hơi nhíu mày, trong mơ là một khoảng không trắng xóa, gió tuyết đầy trời, che phủ tất cả những vết tích trên mặt đất. Sau một lúc cẩn thận tìm tòi, hắn tìm thấy một ít dấu vết còn sót lại hắn ngồi xổm xuống nhìn thật kỹ, trên mặt tuyết là một dấu chân nhỏ nhắn của thiếu nữ. Người khiến hắn dối rắm quấy nhiễu hẳn đến tận trong giấc mộng, lại là một thiếu nữ. Lâm chính thanh chợt thấy hoa mắt, trước mặt cháy bùng lên, khắp tầm mắt đều là một màu đỏ, chữ hì bị lửa đốt co cuộn lại. Trong mọn lửa, thấp thoáng một khuôn mặt bình tĩnh. Ngay sau khi hắn được sinh ra, vị ca ca lớn hơn hẳn hai tuổi ngã từ trên cây xuống gãy cổ mà chết. Lúc còn bé, mỗi lần đến sinh nhật hẳn, trong kinh đều đổ tuyết dữ dội, hắn đứng trong vấn học thuộc lòng, hy vọng đến khi tay bắt đầu đông cứng vì lạnh, mẫu thân có thể ngoắc tay với hắn, đến đây uống chén trà nào con trai. Hắn một mực chờ, nhưng đến bây giờ vẫn không đạt được ý nguyện. Trái lại mỗi khi trời đổ tuyết, tất cả mọi người chỉ nhớ tới vị ca ca đã chết yêu kia, luôn than thở rằng hẳn sinh không phải lúc người trong phủ cuống cuồng vì thái thái sinh khó nên mới nhất thời sơ ý để xảy ra tại họa như thế không một ai nói rằng là do ca ca quá nghịch ngợm muôn trèo cây ngắm tuyết nên mới ra có sự chẳng rõ vì sao trong giấc ngủ lâm chính thanh bắt đầu thấy ngột ngạt hệt như trời oi bức suốt mấy ngày mà không mưa nổi một giọt vậy lâm chính thanh bỗng bừng tỉnh khỏi cơn mơ thở dốc từng hồi nhà hoàn bên ngoài nghe tiếng vội bước vào hầu hạ Lâm Chính Thanh nhíu mày, ai đóng cửa sổ lại vậy? Nhà hoàn giật nảy mình, trời không nóng mà trên trán đại gia lại dịn đầy mồ hôi, đại gia sao vậy? Gặp áp mộng à? Mơ! Thật là một giấc mơ kỳ quái, chỉ cho hắn thấy những hình ảnh rời rạc đứt quãng, không rõ đầu đuôi. Nhưng bất kể thế nào, chuyện ở đời đâu phải chỉ có một hướng giải quyết. Khác với đạo sắc chém ngọt, đau cùn nhưng có móc câu sẽ gây sát thương dữ tợn hơn nhiều hôm sau bát tỷ nhi của nhánh cả trần gia được tiểu tiêu thị bế ra cho các nữ quyển đến chúc mừng ngắm. Chỉ chốc lát sau trần bát tiểu thư đã thu về một mở đồ trang sức vàng ngọc may mắn đủ loại. Nhị thái thái điền thị tặng một cái vòng cổ vàng khảm ngọc, trần bát tiểu thư hình như thích món này nhất, cứ cầm khu khu trong tay cười tâu tuét. Nhị thái thái điền thị nở nụ cười hiền tư, bát tiểu thư của chúng ta thích vật này kia. mươi 129, lại bẫy tiểu tiêu thị phải ra ngoài tiếp khách lâm di ở lại với nhũ mẫu chơi cùng bắt muội muội chốc lát sau tỉ muội trong tộc tươi cười kéo đến sang năm là tới ngày cưới của lục muội muội rồi mà đúng không đừng trốn tránh nữa cùng nói chuyện cho vui nào lâm di mỉm cười cùng bọn tỉ muội sang phòng khách bên cạnh xuân các mọi người mới ngồi xuống bên ngoài liền vọng vào tiếng của trịnh thất tiểu thư con đi thăm tiểu bát muối trước đã chưa thấy người mà đã nghe tiếng các tiểu thư trong phòng đều bật cười khó khăn lắm mới được ra khỏi nhà một truyền trịnh thất tiểu thư đã sớm tính sẵn sẽ chơi gì trước tiên bảo lâm di lấy số con quay mang về từ huyện tam hà ra cho mình chọn sau đó lại lựa một sợi roi mảnh có buộc chuông nhỏ nhờ lâm di tìm cho mình một chỗ yên tĩnh trong viện để chơi thỏa thích lâm di dặn dò nha hoàn bà tử đi theo cô bé nhớ trông chừng tiểu thư đừng để chơi đến mỏi nhừ tay lát nữa cả đũa cũng không cầm nổi thì quận chúa lại mắng. Anh Đào cười nói, vẫn là trần lục tiểu thư hiểu tính của tiểu thư chúng tôi. Nếu không có người ngăn, đừng nói là lát nữa không cầm đũa được, chưa biết chừng vài ngày tới cũng không thể tự ăn cơm luôn ấy à. Lâm Di trở lại nghi xuân các, phát hiện Lâm Huyền, Lâm Phương cũng tới. Lâm Phương không giống như trước mùi giữa đám tiểu thư cười cười nói nói mà ngồi nép một bên. Vừa ngước lên nhìn thấy Lâm Di, nàng ta liền nở nụ cười gần đây giữ tợn lâm uyển ở bên cạnh cười làm hòa lục muội muội mọi người vừa nhắc tới muội đấy nghe nói chỗ muội có trà ngự tứ không biết có thể lấy ra cho chúng ta nếm thử không lâm di cười nói chỉ là một hộp dư diêu bộc bổ nhỏ thôi một loại trà xanh thế cũng có lòng lắm rồi rèm được vén lên nhị tiểu thư nhà quốc cữu châu lạng huyên và tề ngũ tiểu thư cùng bước vào Châu Lãng huyện nói tiếp, hội kê, ngọa long rồi nhật chủ, kế tiếp là dư diêu bộc bố, Trần Lục tiểu thư chịu lấy ra đã lộc của chúng ta rồi. Dứt lời Châu Lang Huyên quay sang nhìn Lâm Di, hai người gật đầu chào nhau. Tề ngũ tiểu thư cũng cười nói, thưởng thức trà ta không dám bỉ với các vị tỷ tỷ, nhưng nếu pha trà thì ta có thể giúp một tay. Lâm Phương trước giờ hễ gặp quý nhân là huyền thuyền không ngừng, cho nên khi nhìn thấy Châu Lang Huyên, mặt nàng ta liền dày hơn hẳn, đon đà chạy tới tiếp chuyện. Lâm Di bảo Linh Lung đi bưng trà đến, sau đó kéo tay tề ngũ tiểu thư sang một bên nói chuyện, lễ cưới của tam tiểu thư chuẩn bị tới đâu rồi. Tề ngũ tiểu thư cười nói, đã xong phần hồi môn. Chớp mắt mà mọi người sắp phải lập gia đình hết rồi. Lâm Di nói, ta có làm một cái khăn tay theo đôi uyên ương, tỷ tỷ giúp ta cầm về cho tam tỷ tỷ nhé. Tề ngũ tiểu thư nhuền miệng cười, ừ, hai người đều không nói đến tề nhị lang, bọn nha hoàn rộn ràng bừng trà vào. Tề ngũ tiểu thư thấy trần lục tiểu thư vẫn cười thân thiết như trước, chẳng hề có chút ta đây nào, nghĩ tới lúc trước giữa bọn họ không hề giấu nhau cái gì. Nàng nhỏ giọng nói, lần này đều nhờ nhà quốc cữu hỗ trợ, ca ca mới có thể ra khỏi ngục. Đợt thi vừa rồi mặc dù ca ca liều mạng đi thi, nhưng bị giữ trong ngục lâu như vậy không thể ôn bài lại bị hiềm nghi cũng chẳng biết thì có tốt không nữa người trong nhà đều thấp thỏm nhưng chẳng ai dám hỏi ca ca một câu sợ tăng thêm áp lực cho huynh ấy đối với ca ca khoảng thời gian vừa qua thật sự như trời đất sụp đổ vậy lâm di nghe vậy bàn tay liền run lên không tự chủ khẽ mím môi nhìn thấy sắc mặt của lâm di tề ngũ tiểu thư gượng cười muội muội đừng chê ta nói nhiều nhé. Nào có, lầm gì nói ngay, ta còn sợ tỷ không chịu nói chuyện với ta nữa đây. Trong suy nghĩ của tề ngũ tiểu thư, cưới hỏi vốn là chuyện do cha mẹ hai bên định đoạt, song lần này là hoàng thượng hạ chi từ hôn, chẳng ai làm gì khác được. Mỗi khi nói tới chuyện này, cha mẹ luôn tức giận mắng mỏ mấy câu, nhưng nàng và tỷ tỷ lại thấy ấm ức họ trần lục tiểu thư bên ngoài đều nói án gian lận lần này vốn được dàn xếp để lật đổ quan chủ khảo trần gia muốn lập công nên lờ tề ra bọn họ đi bằng không đánh tiếng một câu nhắc ca ca tránh xa quan chủ khảo là được rồi cần gì vô tình đến vậy còn có người nói ca ca là bị lợi dụng Trần tam lão gia nhờ án này mà được thăng chức nhất định có nhúng tay vào đó tận đến khi ca ca thi xong phụ thân đi hỏi thăm mới biết được trần tam lão gia luôn âm thầm sai người giúp đỡ xa xa ca ca về nhà chỉ nói, chuyện này muốn trách thì phải trách huynh ấy, trước kỳ thi còn tới nhà quan chủ khảo mượn sách. Tề ngũ tiểu thư cố nén chua sót, không biết ca ca ở trong mục thế nào mà khi trở về ngạo khi biến mất sạch. Đặc biệt là khi nghe tin Hoàng thượng tứ hôn Trần Lục tiểu thư cho khang quận vương, lưng ca ca liền trùng xuống, cả ngày chẳng nói câu nào. Tỷ tỷ nàng bộc trực thẳng thắn, thường chỗ ca ca là một sách khô khan, nhưng đó là vì tỷ tỷ không nhìn thấu tâm tư của ca ca. Tề Ngũ tiểu thư thấy đắng chát trong miệng, ca ca một lòng muốn thi đậu cao, đều là vì huynh ấy muốn đường hoàng kết thân với Trần gia, ai cũng có suy nghĩ với cách làm riêng của mình mà. Nếu sớm biết kết quả sẽ thế này, nàng và Tam tỷ đã không thường xuyên nhắc tới Trần Lục tiểu thư ở trước mặt ca ca. Ca ca từ nhất định sẽ thi đậu, Lâm Di nhìn Tề Ngũ tiểu thư chỉ có thi đậu mới chứng minh được sự trong sạch của mình tề nhị lang không giỏi ăn nói chịu oan khuất cũng chỉ biết giấu trong lòng cho nên sẽ dựa vào kỳ thi này để phát tác tất cả nghẹn uất tề ngũ tiểu thư gật đầu ta cũng nghĩ vậy chỉ là không dám nói ra ở trước mặt mẫu thân nếu ca ca lại có bất chắc gì e bà sẽ không chịu nổi nàng dừng một chút hôm nay ca ca cũng theo phụ thân tới đây phụ thân đến là để cảm ơn trần tam lão gia nói thế nào thì cũng phải hóa giải hiểu lầm giữa hai nhà, có thể về sau mới tiếp tục qua lại được. Lâm Di và Tề Ngũ Tiểu Thư đi lấy trà ngự từ trở về, trong nghi xuân cắt, mọi người đang vây quanh Châu Lạng Huyền chơi đổi thơ. Lúc trước Lâm Di chỉ biết Châu Nhị Tiểu Thư là một tiểu thư khuê các cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, không ngờ nàng ấy còn là một tài nữ. Ngay cả Lâm Phương Bình thường thích tranh cao thấp với người khác cũng phải á khẩu đứng một bên, không trả lời được. Lâm Uyển góp vào hai câu, nhanh chóng bị một vị tiểu thư và Châu Lang Huyên đối được. Lâm Phương không cam lòng tụt hậu cũng đưa ra một vế đối, cứ thể Châu Lạng Huyền thành như mặt trăng được sao vậy quanh, càng thêm nổi bật. Kiếp trước Chu Thập Cửu cưới Châu Lang Huyên, thật sự là một đôi trai tài gái sắc, vô cùng xứng. Đời này nàng cố gắng thay đổi vận mệnh của cả nhà, không ngờ lại khiến nhân duyên của Chu Thập Cửu và Châu Lang Huyên bị chạch hướng theo trịnh thất tiểu thư rốt cuộc cũng nghe lời nha hoàn khuyên buông con quay ra chạy tới kéo tay lâm di hôm nay có món gạch cua giòn lần trước tỷ làm không ta muốn cả bánh bọc lá tía tô nữa chuẩn bị sẵn cho muội hết rồi trịnh thất tiểu thư hợp cạ nhất với lâm di là về khoản ăn uống này cô bé không thích châu lang huyên hẳn là vì tính cách quá phóng khoáng của mình trái ngược hoàn toàn với sự nề nếp khuôn khổ của châu lang huyên nữ quyến vào bàn dùng tiệc cánh nam giới cũng rượu thịt tưng bừng. Tiệc tàn, các nữ quyền lại lôi kéo nhau cùng nói chuyện phiếm, Lâm Di đi dặn nhà bếp nấu trà quả chám cho mọi người giải rượu, trên đường trở về thì gặp quất hồng nhanh bước đi tới, tiểu thư, lão gia dẫn. Thiếu gia của các nhà tới chúc mừng vào thỉnh an lão thái thái à? Thiếu gia của các nhà tới chúc mừng. Quất hồng úp mở như vậy. Mắt lại sáng ngời kiểu kia. Muốn nói tới tể nhị lang đây mà ngày cưới của nàng và chu thập cửu đã định sao còn có thể gặp gỡ nam giới ngoài họ chứ thấy tiểu thư nhíu mày trách cứ quất hồng biết mình đã thất thổ. bà nãy vừa gặp nhị gia nhà họ tề nàng đã giật nảy mình một chàng trai vốn bừng bừng sức sống giờ lại gầy hệt cây tre cho nên nàng mới không nhịn được chạy tới nói với tiểu thư tiểu thư vì tề nhị gia mà lo lắng thấp thỏm suốt mấy ngày qua nàng cảm thấy tề thiếu gia cũng có ý này bằng không lúc vào niệm từ đường, tề thiếu gia đã chẳng ngừng đầu âm thầm dò xét xung quanh, ý quất hồng là. Bây giờ mà không gặp, về sau sẽ không còn khả năng gặp nữa. Lâm Di dừng chân, cái nhìn bóng đồ từ ngọn đèn treo dưới hiên. Tề nhị lang hẳn phải khổ sở chịu đựng lắm mới chờ được đến khi tiệc kết thúc để xin tới thỉnh an tổ mẫu. Đổi lại là nàng, trước khi có kết quả thi, nàng nhất định sẽ trốn ở nhà, không đủ dũng khí đón nhận nhiều ánh mắt giò xét như vậy. Lâm gì nhấc mép váy, hơi lùi lại một bước. Gặp mặt một lần thì sao, thời gian không thể chờ lui, kết quả đã định, dãy ruộ chỉ thêm phiền não, nàng cũng đã xác định tâm lý tiếp tục tiến về phía trước, tên đã lên dây, không thu lại được nữa. Nàng từng có tranh thủ cho bản thân và nhà mình một kết quả tốt hơn, nhưng đã thua thì phải gánh chịu kết quả đến cùng. Dừng ở đây là lựa chọn tốt nhất. Lâm Di nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật dài, quét sạch tất cả phiền muộn còn sót lại trong lòng. Rơi xuống hồ. Rơi xuống hồ rồi, một tiếng hét chói lọi bỗng truyền đến. Mới đi được mấy bước, Lâm Di lập tức đứng khựng lại. Một bà tử hoảng hốt vừa chạy vừa hô, "Nhanh, nhanh, nhanh lên, là tứ tiểu thư, lớn chuyện rồi." Lâm Di nhìn sang quất hồng mau đi hỏi thăm xem rốt cuộc là chuyện gì. Mới chớp mắt mà Lâm Phương tại xảy ra chuyện, nàng nhớ ban nãy Lâm Phương đang chơi ở gần hồ Bạch Yến. ồn ào như thế, thu hút rất đông người chạy ra xem, từ tiểu thư thế nào. Ở đâu, ở, ở hồ Bạch Yến, ta chỉ nghe bom một tiếng rồi. Nha, nha hoàn của tứ tiểu thư hô to. Tiểu thư rơi xuống hồ rồi, bà tử kia lắp bắp kể lại. Hạ nhân nghe xong, không dám chậm trễ liền vội vàng đi báo cho lão thái thái nhánh cả và các thái thái biết đại thái thái đồng thị và nhị thái thái điển thị hốt hoảng chạy ra hồ mọi người còn chưa ra tới phía nam viện thì có hạ nhân chạy tới báo cứu được rồi đại gia nhà họ lâm đã cứu từ tiểu thư lên rồi trên mặt nhị thái thái điển thị là tổng hợp của sẻ kinh ngạc nhẹ nhõm ngoài ra còn biểu cảm kỳ lạ khó tả trước khi người khác kịp phản ứng Điền thị đã sai mama bên người, mau đi xem. Thẩm mama lập tức hiểu ý, vội vàng nhấc váy chạy trước, nhưng chưa đi khỏi dãy núi đá thì đã thấy nhóm hạ nhân khiêng Lâm Phương toàn thân ướt đẫm đi tới, đằng sau còn có Lâm Chính Thanh cũng ướt sũng như Lâm Phương. Khóe miệng nhị thái thái Điền thị lập tức mím chặt. Tiểu Tiêu thị nhanh nhào cởi áo choàng ra, nhị thái thái Điền thị không nói lời nào, vội vàng cầm lấy che người Lâm Phương lại. Dường như bây giờ mới nhớ tới chuyện nam nữ khác biệt, Lâm Chính thanh hành lễ với các vị nữ quyến rồi chậm rãi tôi ra ngoài. Lâm Di hơi ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt hơi ảnh tên của Lâm Chính Thanh. Được quần trong tấm áo choàng, Lâm Phương không ngừng run rẩy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 130, Đoạt tế. Tế trong nữ tế, tức con rể. Lâm Phương uống một bụng nước, môi xanh tím thở không ra hơi, sau khi được hạ nhân ép bụng ói ra mấy ngụm nước hồ, chưa kịp hoàn hồn nàng ta đã hòa khóc. Bà tử cạnh thở phào, tốt rồi, trùng nữ quyến bây giờ thấy nhẹ nhõm, đại thái thái đồng thị muốn hỏi thăm, nhưng há miệng cả buổi vẫn không nói ra lời. Lâm đại thái thái ở cạnh đó cũng mang ảnh mắt cực kỳ âm u. Chờ lang trung bắt mạch cho lâm phương xong, mọi người lần lượt lui ra, để nhị thái thái điện thị lại an ủi con gái bước ra khỏi cửa trần đại thái thái đồng thị và lâm đại thái thái liếc nhau chuẩn bị làm thông gia với nhau tới nơi rồi không ngờ lại xảy ra chuyện này đại thái thái đồng thị kinh ngạc lâm đại thái thái càng luống cuống hơn bà tử bên cạnh lâm đại thái thái tên tiếng nhắc nhớ thái thái chúng ta đi xem đại gia đi đại gia trước giờ không thích sông hồ mong là không bị sặc nước lâm đại thái thái nghe vậy mới bùng tinh không tiện hỏi bên này đành sang chỗ con trai hỏi thăm vậy. Mọi người chia nhau ra làm chuyện của mình, các nữ quyến đều tìm cách hỏi thăm đầu đuôi câu chuyện. ồn ào như thế, tiệc mừng đành kết thúc sớm, tiểu tiêu thị cùng đại thái thái đồng thị thấp thỏm đưa tiễn khách khứa ra về. Lão thái thái nhánh cả vốn muốn giữ lâm phương và nhị thái thái điện thị ở lại phủ nhánh cả nghỉ ngơi một đêm, nhưng nhị thái thái điển thị nhớ binh ca, lâm phương lại không thể rời khỏi mẹ, tiểu tiêu thị đành để hạ nhân mang kiệu tới khiêng lâm phương ra xe. Trở lại nhánh thứ hai trần gia nhị thái thái điện thị đưa lâm phương về từ trúc viện, cho hạ nhân trong phòng lui ra hết rồi hỏi thăng, con chạy tới hỗ bạch yến làm gì? Bình thường lâm phương hễ xảy ra chuyện liền chạy về tìm mẹ, hôm nay bị thiệt lớn, không biết làm thế nào mới phải, cho nên chưa nghĩ kỹ đã đáp luôn, con nghe nói khang quận vương đưa lễ vật tới. Cho nên cho nên muốn ở bên kia hồ lén nhìn một cái. Ai ngờ tới đó lại gặp Lâm Đại Gia. Con, con, còn đang ấp úng không dám nói tiếp chuyện sau đó. Lâm Phương bỗng thấy một bên má đau rát, nhị thái thái điền thị vừa tát nàng ta. Lâm Phương mở to mắt, nước mắt lập tức ảo ra, vừa rồi đã mất một hồn một phách, giờ còn lại bao nhiêu đều bay sạch, chỉ còn lại thể xác cứng ngắc. Nhị thái thái điền thị nắm chặt Phật Châu, mờ u bàn tay trắng mịn nổi gân xanh do dùng sức, trên mặt đã không còn vẻ trách trời thương dân muôn thuở, thay vào đó là vẻ thất vọng đến cực độ. Mẹ đã dặn đi dặn lại rồi, bảo con ở yên đó đừng gây chuyện, con lại không nghe. Sau chuyện ngày hôm nay, cho dù lục nha đầu có bị gì, Khang quận vương cũng sẽ không cưới con. Lâm Phương như quên cả hô hấp, chỉ biết thất thần mở to mắt nhìn Điền Thị. Bị người ta bể ra khỏi hồ kiểu đó, dẫu Lâm Đại Lang không muốn con, con cũng đừng mong gả cho người khác. Trước mắt Lâm Phương hiện lên khuôn mặt tươi cười của Lâm Chính Thanh. Khang quận vương cũng luôn giữ nụ cười thong dong trên môi, nhưng phong thái cử chỉ lại khiến người ta không dám tiếp cận hay nhìn lâu. Còn vẻ tuấn tú và ánh mắt thăm thẳm hơi lóe sáng của Lâm Chính Thanh lại khiến người ta thấy mình như chú ếch bị mãng xà thôi miên. Nàng ta không dám đảo mắt nhìn loạn, cũng chẳng biết trốn đi đâu, chỉ có thể liên tục lùi lại, đến khi bị dồn đến mức ngã xuống hồ. Trong lúc vùng vẫy đạp nước, nàng ta vẫn chỉ thể mở to mắt nhìn khuôn mặt mỉm cười của Lâm Chính Thanh đứng trên bờ. Thấy nàng ta kêu cứu, Lâm Chính Thanh vẫn đứng yên nhìn nàng ta dần đuối nước, mãi đến khi nghe tiếng người chạy tới mới nhảy xuống. Nàng ta phải gả cho Lâm Chính Thanh. Ngực như bị một chùy sắt đánh vào, Lâm Phương ngã ngửa ra sau, mất xỉu đại thái thái đồng thị kéo lâm huyền đến trước mặt nhị lão thái thái đồng thị mẫu thân người hãy cho tam nha đầu một con đường sống đi hôn sự sắp thành tới nơi lại biến thành bọt nước hai mẹ con con không còn cách nào làm người nữa rồi nhị thúc thăng quan phát tài tương lai lại sắp làm quảng bình hầu trong khi đó ca ca ruột thịt thì đến đứa con gái cũng không gả ra được cùng là con cháu trần gia mà sao khác biệt đến vậy con cẩn thận chọn rể cho lâm huyền nói ngon ngọt giã cả miệng mới mời được Lưu Thái Thái Hồng Lô tự khanh làm bà Mai. Nếu nhị đệ muội đã sớm nhìn chung mối này thì cứ nói toạc ra đi, con tuyệt đối chẳng dám tranh giành. Cùng là người một nhà ăn chung một nồi, cớ gì phải che che giấu giấu như vậy, muốn ép người ta đến đường cùng mới chịu thôi sao? Lúc trước nhà con tranh làm con thừa tự của nhánh cả với nhà nhị thúc, bởi vì chúng con sợ tương lai mẫu thân không còn, nhà chúng con sẽ không còn đường sống mọi người đều khen nhị đệ muội lòng dạ bồ tát con không dám phản bác nửa lời trong khi sống dưới mặt bồ tát nào dễ dàng gì hạ nhân trong nhà đứa nào cũng tụng niệm nhị đệ muội tốt đẹp ra sao con thì hễ chậm trễ tiến công của chúng vì phải cân đối chi tiêu chúng tiền sầm xì sau cưng mắng con xấu xa đủ điều rồi lại tới chỗ nhị đệ muội khóc lóc xấu đều là con chịu một chút xíu tốt đẹp cũng không tới phiên tự khanh là chức quan đứng đầu một cơ quan lục từ. Đại Thái Thái Đồng Thị vừa nói vừa ngước lên nhìn nhị lão Thái Thái Đồng Thị, mẫu thân, người là cô mẫu của con, nhưng trong lòng cũng trương mắt đứa con dâu này đúng không? Đến trong nhà còn thể thì nói gì tới bên ngoài, người nói rất đúng, từ khi đến Trần Gia tới nay con chẳng cho Trần Gia thêm chút ánh sáng nào cả. Con chịu đựng từ hồi mười mấy tuổi tới giờ đã ba mươi sáu tuổi, hơn nửa thời gian đều ở cạnh cô mẫu. Cô mẫu cũng chính mắt nhìn con trải qua bao nhiêu mọt bùi cay đắng, lâm huyền chính là thịt trong tim con, giờ sắp lấy chồng lại gặp biến cố. Con số khổ con chịu, nhưng tương lai lâm huyền cũng phải giống con hay sao? Nhị lão thái thái đồng thị vừa rồi đã bị chuyện của lâm phương làm cho giận đến run người, giờ gặp đại thái thái đồng thị nước mắt lã trá lên án như vậy, dẫu ý chỉ bà ta sắt đá đến đâu cũng phải động lòng, huống chi tam nha đầu quả thật vô tội thấy thế, đống mama bước lên khuyên nhủ đại thái thái đồng thị, thái thái đừng nóng, lão thái thái tự biết nên làm gì, thái thái đừng dồn ép lão thái thái quá mức, bệnh của lão thái thái vẫn chưa khỏi hẳn đấy. nghe đống mama nhắc nhở, lâm huyền cũng bừng tỉnh khỏi sự kinh ngạc, lấy lại tinh thần giúp đống mama chấn an đại thái thái đồng thị. thấy con gái hiếu thảo như vậy, đại thái thái đồng thị càng thêm khổ sở, ôm mặt khóc giống. Nhị lão thái thái đồng thị cảm thấy tim không ngừng đập thình thịch, chuyện vẫn chưa ngã ngũ. Bây giờ khóc lóc có ích gì, ta vẫn là chủ cái nhà này, đừng đứa nào hòng làm loạn. Nói rồi bà ta nhìn về phía Lâm Huyền, vành mắt Lâm Huyền sưng húp như vừa khóc một trận. Tam nha đầu vẫn còn người tổ mẫu này, ta đương nhiên sẽ để con bé nở mày nở mặt gà ra ngoài. Trong lúc nhánh thứ hai trần gia loạn thành một núi, nhánh cả trần gia đưa tiễn khách khứa về hết, dần dần yên tĩnh trở lại. Lâm Di hầu chuyện với lão thái thái nhánh cả. Linh Lung ở bên cạnh mang giấy màu do Trịnh Thất tiểu thư và Châu Lang Huyên cắt tỉa bày ra xem. Hai con thỏ ngọc đào thuốc, chỉ có một tấm là tiểu cô nương múa cảnh trúc. Lão thái thái nhánh cả thú vị chỉ vào hình tiểu cô nương, tấm này là ai cắt thê? Lâm Di nhớ lại cũng thấy buồn cười. Cháu cùng trịnh thất tiểu thư và châu nhị tiểu thư học cắt giấy, vốn cả bọn đều chọn cắt hình thỏ đào thuốc, nhưng trịnh thất tiểu thư lại xén lỗ tay con thỏ thành ngắn cùn còn chậu thuốc thì dài thướt cháu và châu nhị tiểu thư thấy vậy đành nghĩ cách sửa lại cháu tỉa con nhỏ bị cụt tại thành tiểu cô nương châu nhị tiểu thư thì chỉnh chậu thuốc thành cây trúc lão thái thái nhánh cả bật cười làm khó hai đứa rồi trịnh thất tiểu thư lúc ấy còn nói may mà con thỏ đứng và tiểu cô nương đều có hai chân nên mới dễ sửa chọc nàng và châu nhị tiểu thư cười đến không thở nổi, đến giờ bụng vẫn còn đau đây. Cháu nói sẽ lấy ba hình giấy này thiêu lên khăn tay, ba chúng cháu mỗi đứa giữ một cái. Cứ thể trịnh thất tiểu thư cũng trở nên thích châu nhị tiểu thư. Lão thay thay nhánh cả khẽ cười, cháu và trịnh thất nha đầu đều phải học hỏi châu nhị tiểu thư về mặt lễ nghĩa cấp bậc đấy. Nói tới vấn đề này, Lâm Di mỉm cười, Châu nhị tiểu thư nói trở về sẽ xin phép châu phu nhân rồi đưa mama dạy dỗ nàng ấy cho cháu mượn. Châu nhị tiểu thư sợ nàng về sau gà vào nhà tôn thất, bị người ta bởi móc khuyết điểm về lễ nghĩa. Thể tốt quá rồi, lão thay thay nhánh cả còn đang lo tìm không được mama quản giáo tốt đây. Hai bà cháu nói đến đây thì bạch mama bước vào phòng. Bạch thược chỉ huy tiểu nha hoàn khép bình phong lại, xong xuôi bạch mama mới nhỏ giọng kể lại từ tiểu thư say nha hoàn đi hỏi thăm tin tức về khang quận vương, sau đó tới hồ Bạch Yến chờ sẵn. Lâm đại gia uống nhiều ra đó hong gió, đúng lúc nhìn thấy từ tiểu thư rơi xuống nước. Đêm nay chu thập cử bán trực, nên tới đưa lễ vật xong liền đi ngay, cho dù có tạt qua hồ Bạch Yến thì hắn cũng không buồn liếc mắt. Lâm gì nhớ tới ánh mắt đắc ý khi đó của Lâm Chính Thanh, Lâm Chính Thanh rõ ràng cố ý ở đó chờ Lâm Phương, muốn ở trước mắt mọi người cứu Lâm Phương lên. Bây giờ con đường làm quan của Trần Doãn Chu đang rộng mở, còn Trần Doãn Ninh liên tục khiến nhị lão thái thái đồng thị bức bối. Đều là kết thân với Trần Gia Cả, đương nhiên hắn sẽ chọn bên đáng tin hơn, huống hồ Lâm Phương cũng dễ nắm trong tay hơn. Giờ phải xem Lâm Nguyền tính thế nào. Sau sự kiện này, Trần Đại Thái Thái Đồng Thị ngã bệnh nằm liệt giường. Lâm Huyền tuy được nhị lão Thái Thái Đồng Thị yêu thích, nhưng cuối cùng lại bị người khác nẫng tay trên. Nhị thái thái điền thị hành động cực kỳ mau, nhanh chóng đổi canh thiếp với lâm gia, thầy tướng phê bát tự xong, bà mai của hai bên gặp gỡ nhau, chuyện cưới hỏi giữa hai nhà cứ thế chính thức được xác định. Trong mắt người ngoài, màn cưới gà này thuận lợi một cách dị thường. Lâm Phương khóc lóc ẩm ý, đập phá đồ đạc trong phòng, đến cả chiều đòi treo cổ tự từ cũng lôi ra dùng, song vẫn không thể khiến Trần Nhị Thái Thái Điện Thị thay đổi quyết tâm. Bây giờ chính là thời điểm Trần Doãn Chu mưu cầu tiến độ, nếu để chuyện xấu trong nhà ầm ĩ ra ngoài, Trần Doãn Chu sẽ không móc đầu nói trước mặt người khác. Liên tục nghe mama bên người kể về thảm trạng của mấy kẻ nuốt vàng, treo cổ tự tử hay uống thuốc độc, cộng thêm từng đích thân chứng kiến sự kham khổ của cuộc sống trong am, chính mắt thấy cảnh nữ quyền còn trẻ tuổi cạo đầu húm núm xin tiền bố thí lâm phương rốt cuộc dần ngoan ngoãn lại không ầm ĩ nữa hôm bảng vàng được đăng lên nhị thái thái điển thị tới báo tin vui lâm chính thành đậu hội nguyên cho lâm phương nghe con cả do mẹ rất ruột sinh ra còn ai thương con hơn mẹ chứ nếu mẹ không quyết đoán xác định mối này về sau con làm sao ra ngoài gặp người khác nữa lâm phương đương nhiên hiểu rõ lý lẽ trong chuyện này nhưng vẫn nhào vào công điển thị khóc qua Điền thị vỗ nhẹ nhẹ lên vai Lâm Phương, mẹ vốn định tìm một người tốt trong tổn thất cho con, ai ngờ con lại gây ra cớ sự. Nếu biết hối hận rồi thì phải nhớ kỹ bài học này, về sau đừng làm bậy nữa. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.